Tại buổi gặp gỡ giữa nhà đầu tư trái phiếu và ban lãnh đạo tập đoàn Tân Hoàng Minh tại trụ sở của tập đoàn ở Hà Nội, tối 20 tháng 4, ông Vũ Đình Luyện, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh cho biết, do hiện nay Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xử lý các hợp đồng đến hạn và chưa đến hạn của nhà đầu tư, nên tập đoàn chưa thể đưa ra lộ trình cụ thể. Bên cạnh đó, hiện nay các thủ tục do ông Đỗ Hoàng Minh, con trai cả của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, người đại diện theo pháp luật và thực hiện các công việc liên quan hiện vẫn đang trong quá trình tiến hành. Do đó, quyền tiếp cận và thanh lý tài sản chưa thể thực hiện xong. Với những lý giải này của lãnh đạo Tân Hoàng Minh, các nhà đầu tư đều tỏ ra bức xúc. Họ cho rằng số tiền này là mồ hôi công sức của nhiều năm lao động tích góp để cùng Tân Hoàng Minh kinh doanh. Đó không chỉ là mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả xương máu của người lao động chân chính. Nhà đầu tư không mong muốn làm đơn từ để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Tân Hoàng Minh, cho nên họ mong muốn Tân Hoàng Minh sớm có phương án trả nợ cho nhà đầu tư. Của bao nhiêu chục năm lao động đóng góp, để góp vào đây và cho Tân Hoàng Minh, cùng Tân Hoàng Minh để kinh doanh. Thế nên là ở đây, ban lãnh đạo Tân Hoàng Minh phải xác định rằng đây là mồ hôi, nước mắt và có thể cả xương cả máu của những người lao động chân chính. Trước đó, tập đoàn Tân Hoàng Minh có thông báo số 158 gửi khách hàng về việc thực hiện cam kết các mục tiêu trả lại toàn bộ khoản đầu tư của khách hàng liên quan đến 9 lô trái phiếu bị hủy.